ơi, ui vô quá giật. Wow, nó cầm đâu. Nè nè cầm đi. Anh tính cầm mình sẽ moi lên cho mấy em xem nè. Wow, quá giật sao mệt. Trời ơi. Quay vậy thôi chứ ở trong này tối không ai thấy đúng không? Ủa, đâu ơi. Đù má. Bữa mình cân bắt một con như vậy này, á xong ấy ở bình thẻ đó. Ui vô con hôm bữa quá, bây giờ nó to lên nè anh em ơi. Ủa nó bị trói lại. Trói lại nó xoáy lại xong anh à. Anh lắp hang lại anh em ơi. Con hồi bữa nè. Con bữa bắt thẻ lại cái hang này, bây giờ anh ấy nè, anh mập lên nè. Ui vô con bự nè. Hello mấy anh em nha. Thì hiện tại là mình với bạn Tuấn anh em ơi, anh em đang đi bán dông. Thì hiện tại là dông mình, anh em mình cũng đã đi bẫy xong xuôi rồi. Giờ trong thời gian chờ đợi dông lên thì giờ mình có đem theo cái né này mày. Nghĩa là mình sẽ đi test né. Hôm nay em sẽ đi test né bắn cho anh em xem. Ở đây có 11 viên đạn nha. Đây, đây là cái né của nó này anh em. Né này chặt bẫy nha. Thì mình sẽ thử mình test né ở phạm vi tầm 7 đến 8 mét thôi anh em ơi, bắn 11 viên. Xem thử trúng được bao nhiêu viên nha anh em. Cái né này mình cầm theo để bắn dông mà, nhưng mà hiện tại là chưa có dông để bắn. Giờ mình đang trong khi chờ đợi. Chờ đợi dông lên chập nữa mình đi thêm, nếu mà gặp dông thì mình bắn thôi. Giờ mình sẽ test thử ở đây nè, nó có 11 viên bi. Mình sẽ test ở cự ly 7 đến 8 mét nha, mình bắn thử 11 viên. Nó trúng được bao nhiêu viên nha anh em xem nè. Ok anh em nha. Đó. Sau khi đã đặt cái lon ở đó thì mình ước chừng cái đó từ 7 8 m anh em. 7 đến 8 m thì cũng không chính xác, nhưng mà mình ước chừng như vậy nó cũng khá là xa luôn anh em. Cái ná của mình hiện tại nó bị dây thun, nó bị hơi đứt một xíu nè. Bắn nó sẽ ít chính xác hơn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng theo cái đường đứt đó nha. Giờ mình sẽ bắt đầu cho mấy anh em xem nè. Mình sẽ test ná, mình bắn tầm 11 viên nha. Xem thử trúng đích được bao nhiêu viên. Rồi, mời anh em ha. Đón xem nha. Ok. Viên thứ 1 nha. Đâu, xẹt một xíu anh em ơi. Viên đầu tiên là trật nha. Ok nè, viên thứ 2 nè. Đâu. Viên thứ hai cũng trật luôn anh em ơi. Còn cách 7 8 m cũng khá là xa anh em ơi. Nhất có 3 lần này anh em, viên thứ ba nha. Ồ, không trúng luôn anh em ơi. Coi ra bộ môn bắn né này cũng khó chứ. Cái lon này bị mình bắn chưa trúng không, viên dòng nó chạy đúng không anh em. Ok, viên thứ tư nè. Không trúng nữa rồi anh em ơi. 7 8 mét mà cũng khó ăn quá. Nhìn thế năm nha anh em. Không trúng luôn anh em ơi. Chắc 11 viên không trúng viên nào quá. Viên thứ 6 nè. Đù. Cũng không trúng anh em. Chết rồi. Đây mình sẽ bắn viên thứ 7 nha anh em. Viên thứ 7 này hy vọng là sẽ trúng. Ồ cái này nó gần rách anh em ơi, hàng chi nó bắn trật không. Lúc nãy nó chưa rách, mình bắn cái nào trúng cái nấy. Giờ quay clip mình nó đưa gần đứt, mình bắn cái nào trật nấy quá. Nè anh em thấy không? Bởi vậy sao anh bắn trúng được. Mời bắn sâu giường mà nát nát nè. Thôi. Anh em clip sau rồi. Hello mấy anh em nha. Thì bây giờ hiện tại cũng là
bốn rưỡi gần 5 giờ chiều mấy anh em ơi, thì sau khi mà test né xong cái đứt dây, anh em mình vừa cột dây né luôn rồi. Và bây giờ là ngủ giấc, 5 giờ chiều xuống đây mình thăm bãi dông nha anh em. Đây giờ mình sẽ đi thăm cái bãi đầu tiên, quay cho mấy anh em xem nè. Ok, mọi người theo chân mình nha. Đây, ở đây có anh Tuấn nè mấy anh em ơi. Đây, như mấy anh em cũng đã thấy nè, hiện tại ở đây có hai cái bãi. Cái bãi này nó không có cử động gì luôn anh em ơi. Đó, còn cái bãi này hiện tại là nó cũng chưa bật cần nè, nhưng mà nhìn có vẻ như là nó dính con dông sao nè anh em ơi. Anh em thấy không? Chỉ cần nó bật nhưng mà nó lôi vô sâu nè. Ở đây mình kéo ra nó cứng cứng, không biết nó dính con gì nè. Đây thì bây giờ anh Tuấn sẽ moi lên cho mấy anh em xem. Mình đang nghi ngờ là nó dính dông rồi anh em ơi. Giờ em sẽ moi lên cho mấy anh em xem nha. Đó, cái dây trắng nó thắt nữa đó, mình đẩy sâu xuống một xíu á. Xem nó có lộ ra gì không? Ô, con bự. Bự lắm. Wow, anh em ơi, ui vô, quá giật. Wow, nó cầm đâu. Nè, ra cầm đi. Anh Tuấn cầm, mình sẽ moi lên cho mấy anh em xem nè. Wow, quá giật sao mẹ. Trời ơi. Quay vậy thôi chứ ở trong này tối không ai thấy đúng không? Ồ, đâu ơi. Hồi bữa mình cũng bắt một con như vậy này hả, xong ấy ở bình thẻ đó. Ui vô con hồi bữa quá, bây giờ nó to lên nè anh em ơi. Ồ, nó bị trói lại. Trói lại nó xoay lại xong anh à, anh lắp hang lại anh em ơi. Con hồi bữa nè. Con bữa bắt thẻ lại cái hang này, bây giờ anh ấy nè, anh mập lên nè. Ui vô con bự nè. Mấy anh em thấy không? Ui vô. Đi vô con bữa luôn nè. Con bữa quay này bây giờ nó to hơn nè. Ồ đây đây. Để mình xách lại cho nó dễ chặt nó sảy anh em ơi. Ui. Đó, nó trói cổ lại không? Ok. Một em anh em ơi. Tiếp tục tiếp tục. Đây, một em rồi nè. Dông này dông được nha. Rồi, đi xuống thăm cái bãi tiếp theo, điền này được không hay là phải lên chưa? Điền này cũng được. Thả điền kia đi. Rồi, rồi đi lên đây. Ở đây chỉ xe dưới. Chà, dép luôn rồi. Hồi bữa là cái con này mình có bắt được nha mấy anh em. Sau đó mình thả nè. Mình thả vô cái hang gần đó nhưng mà nó không vô, đi chỗ khác. Sau đó nó cuối cùng nó quằn lại cái hang, một cái hang cũng gần đó nữa. Thôi để nó dày luôn ha. Để dày luôn cho nó sảy ha. Cục eo á. Eo cái dày là nó bắn quá. Đây, cột này nó chết rồi anh em ơi, nó ngộp cột cổ nó chết á, cột eo á. Đấy em. Anh dính rồi, anh bị giói á. Anh đeo quá anh. Ngộp luôn, anh đứng ngộp, im luôn. Đưa vô. Anh lắp hang lại luôn. Sử dụng tuyệt đỉnh công phu. Đây, anh sẽ luồn với hai cái tay anh em ơi. Đây, quay vào đây nè, luồn hai tay. Anh sẽ đưa vô. Vừa giờ cái đeo này của vô anh này, anh ốm lắm, mình ăn no chứ hai cái bụng chứ. Hồi bữa clip trước là anh ốm lắm. Giờ giờ lại mập ở đó nhiều rồi chứ. Rồi, ok. Ok anh em nha. Nè. Được hai lạng. Hai lạng không? Chiếc cỡ đó. To mà, đúng không? Như bữa giờ, sáng giờ làm gì thấy là to như vậy. Sao mà dễ như gái. Đây nè, tính ra mấy. Tại là công của một ngày hai anh em mình đây đi bắt dông và cái kết là được có một anh dông cồ thôi anh em ơi. Anh này khá là to luôn. Chung mà dông nó khôn anh em ơi. Với bẫy của mình là mấy cái bẫy tào lao quá. Nó dính quá. Nó toàn lắp hang không anh em. Có dông mà không dính. Rồi hẹn em gặp ở các clip sau nha.